tại sao lại khóa xét nổi nhị nương tỷ dậu? Hai năm tỷ dậu tiền và hậu, trước và sau, vậy cái lý của nó là thế nào? Tại sao lại khó tri ra? Năm tỷ dậu 1849, Phật thầy ra mở đạo ở làng Tầm Sơn. Ngài dạy đạo 7 năm, Dương Kịch năm 1856. Trở ngược lại tỷ dậu trước, ta có một biến cố quan trọng nữa là năm Vô Quan Trinh đại phá quân Thanh, phải chăng tác giả ám chỉ Phật thầy có liên hệ tới biến cố oai hùng, chiến thắng thần tốc và vĩ đại của Vua Quan Trung trong 10 ngày từ Phú Xuân kéo ra Bắc, đánh tan 30 vạn quân Thanh không còn manh giáp mùa xuân kỷ dậu 1789. Dân dị thực lập kế tùng quyền. Chữ thực ở đây có nghĩa sinh đẻ để nối dòng. Ta có thể hiểu vì kế tùng quyền, vì để sinh con đẻ cái để nối dòng, trước cái quả sinh tử trước mắt, nên ngày sinh, năm sinh phải thay đổi bởi dòng họ đã bị tru diệt. Đây, đế vương đã dứt, không còn lặp lại được nữa. Từ con đế vương phải quá làm dân để bảo tồn dòng họ. Phải chăng Phật thầy đã sinh vào năm kỷ dậu 1789 là năm Vua Quan Trung đại phá quân Thanh? Ta hãy đọc đoạn kinh sau đây. Mấy năm luống chịu cơ hàn, cam tâm khổ não điếm đàn chê quê. Thầy chê đổ bác đấu kê, ham chi chịu lạnh người chê điếm đàn. Dịch mở không ngõ không đàn, kết thù kết khoáng bất đoàn để quân. Một anh chữ đàn để ám chỉ họ đoàn, ta lưu ý ba chữ thầy kê và đoàn. Phật thầy đã cam tâm chịu cơ hàng, đổi họ Nguyễn ra họ Đoàn, và đổi cả tuổi thật của ngài là tuổi con kê tức con gà ra tuổi Đinh Mão 1807. Để giải thích con kê thuộc thiên can nào, tác giả viết: vào tiết của trời Phật, tiết người, tiết của hết tiết người, người dân. Việc học hành thời phải thất công, chữ đâu nghĩa đó lý không biết rài. Lòng thương ơi mắt chữ ông thầy, thầy trăm thầy chục tôi thầy một ông. Ăn gạo chợ phải nước sông, lái buôn nhiều bến nói mong nhiều lời. Nay mê biển mai ở chân trời, còn hàng thời đau lâu thời phải lưu. Tay đầy thế gian tại cây cưa, chừng nào nước lên gió xuôi tôi về. Cuộc trời xuôi khiến kẻ phân lìa, ra đi thời dễ trở về chỉnh khôn. Phá bát quái phá tận ngũ môn, cảnh đồ lặp lại mùi khôn tấn dần. Chớ tham phú đừng có phụ bằng, làm lành niệm Phật hữu phần Tây Phương. Thở đại niên trường pháp vô cương,
đại thanh dốc đứng mạc thương cao đầu, đã kinh sự lòng Phật bất cầu, đem lòng cải chính phản hầu loạn bay. Ít kẻ thuận nhiều kẻ dọc, đồ xà hổ tích loạn bay cho đời. Không ai thuận lòng Phật lòng trời, thuận theo ma quỷ ở đời một phen. Nói quay phải anh em lắng nghe, cải tà quy chánh một phen đời. Mở miệng nói có Phật có trời, du thánh chép lời dạy ngay. Đừng có trách thời tại người Tây, người Nam nhiều việc không hay mình. Chẳng xét xem nhiều chỗ bất bình, tranh điền đoạt thổ gọi mình rằng quan. Tử khí tài sắc sự bất an, hậu hôn điền thổ tan quan cửa nhà. Kẻ bắt dịch người lại bắt ra, mơ đường dâm dục kẻ già loạn tâm. Chửi làm chi cái từ có sâu, đặt lời chửi lòng ngẩn ngơ một lòng. Ông bà trung ba tánh hội đồng, Phật trời dạy bảo giữ lời trước sau. Đừng chửi giỏi cũng chơi, chửi dâu chửi chồng chửi vợ con dâu la rầy. Đừng chửi ta cũng chớ chửi thầy, chửi như nói lão tội dài ngày sau. Rửa mắt dịch có dịch chẳng lâu, lời rửa mắt gió gió âu lại dài. Từ tranh có câu, lòng thương ơi mắt chữ ông thầy, thầy trăm thầy chục tâu thầy một ông. Thở đại niên trường pháp vô cương, đại thanh dốc đứng mạc thương cạo đầu. Kẻ bắt dịch người lại bắt gà, rửa mắt dịch có dịch chẳng lâu. Tranh điền đoạt thổ gọi mình rằng ngoan, hậu hôn điền thổ tan quan cửa nhà. Ta chú ý chữ mắt dịch, mắt gió, mắt chữ ông thầy, ám chỉ Phật thầy tên mục. Ta lấy ba chữ đại dịch thổ cộng với chữ gà, ta được tuổi con gà, mạng đại dịch thổ tức là tuổi kỷ dậu. Vậy ta xác định tuổi thật của Phật thầy là tuổi kỷ dậu 1789, và ngày mở đạo năm kỷ dậu 1849, tức là nhị niên kỷ dậu ở đoạn trên. Ta có thể kết luận mà không sợ sai lầm rằng Phật thầy không phải sinh năm Đinh Mão 1807 như trên mộ bia ở núi Sam, mà là sinh năm Kỷ Dậu 1789, tức là năm Vua Quang Trung đại phá quân Thanh, và
tên thật của ngài là Nguyễn Quang Mục. Chương 3. Phật thầy Tây An, con của vua Quang Trung. Một, tiểu sử vua Quang Trung. Vua Quang Trung tên thật là Hồ Thơm, sinh năm Quý Dậu 1753 tại Tây Sơn, phủ Huy Ninh, xứ Bình Định, dòng dõi ông vốn họ Hồ ở phủ Hưng Nguyên, xứ Nghệ An, bị chúa Nguyễn bắt đem về khai quan ở ấp Tây Sơn. Ông là con của ông Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng. Vua Quang Trung có tất cả 7 anh em, gồm 4 gái 3 trai. Ông là con út, anh kế là Lữ và anh cả là Nhạc. Thuở trẻ ba anh em ông theo học nghề văn nghiệp võ với ông giáo hiến, một nạn nhân của chúa Nguyễn. Năm 1771, ông cùng hai anh khởi nghĩa từ ấp Tây Sơn dưới sự cố vấn của thầy và ông giáo hiến. Theo lời khuyên của thầy, ông và hai anh đổi họ ra họ Nguyễn thành Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Năm 1776, Nguyễn Huệ tiêu diệt đội quân chúa Nguyễn ở Bình Thuận và kéo quân vào Gia Định. Năm 1778, Nguyễn Nhạc tự xưng là hoàng đế, lấy hiệu là Thái Đức. Ông phong cho Nguyễn Lữ làm tước chế Đông Định Dương, Nguyễn Huệ làm tước chế Bắc Bình Dương. Năm 1783, Nguyễn Huệ vào Nam đánh Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh phải bỏ Gia Định chạy ra Phú Quốc. Nguyễn Huệ đem quân dây Phú Quốc, Nguyễn Ánh phải chạy ra Côn Đảo rồi chạy sang Xiêm cầu viện. Năm 1785, Nguyễn Huệ đem quân vào Nam đánh một trận lớn tại rạch Dầm Xoài Múc gần Mỹ Tho, tiêu diệt 20.000 quân Xiêm do Nguyễn Ánh đưa về. Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh với danh nghĩa Phò Lê Diệt Trịnh. Vua Lê Hiến Tông phong cho ông chức Nguyên Sĩ Quy Quốc Công và gả Ngọc Hân công chúa cho ông. Năm 1788, Lê Chiêu Thống đưa 30.000 quân Thanh vào xâm chiếm nước ta với danh Phò Lê do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy. Nguyễn Huệ tới trời đất tại núi Bông, tức núi Ba Tầng ở Phú Xuân, và lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung, rồi kéo 10 vạn quân ra Bắc. Ngày 25 tháng 11 âm lịch 1788, mùa xuân Kỷ Dậu 1789, tháng 5 âm lịch 1789, với chiến thuật thần tốc, vua Quang Trung đã tiêu diệt toàn bộ 30 vạn quân Thanh, thực hiện chính sách đối ngoại khôn khéo. Vua Quang Trung thả tù binh Thanh và cho phái bộ sang Tàu cầu phong. Vua Càn Long nhà Thanh chính thức phong cho vua Quang Trung làm An Nam Quốc Vương. Năm sau, vua Quang Trung sai Phạm Công Trị đóng vai Quang Trung giả cùng một phái bộ qua Trung Quốc yết kiến vua Càn Long, được vua này hết lòng ca ngợi. Năm 1792, vua Quang Trung cử một phái bộ sang Trung Quốc xin cầu hôn và đòi đất đai mà các triều đại Trung Quốc trước đó đã lấn chiếm nước ta, lấy cớ bất thành để chuẩn bị đánh Trung Quốc. Rất tiếc, phái bộ ta còn đang ở tại triều đình Mãn Thanh thì vua Quang Trung lại ngoạ bệnh bất ngờ kéo dài một thời gian ngắn rồi băng hà vào ngày 29 tháng 7 nhuận năm Nhâm Tý, tức 16 tháng 9 1792, bỏ dở giấc mộng lớn của mình. Ông mất
tại điện Du Xuân và được bí mật quàng ở đó. Điện Du Xuân biến thành Lăng Đan Vương và ông được truy phong mới hiệu là Thái Vô Hoàng Đế. Vua Quang Trung là một thiên tài về quân sự, thông minh lỗi lạc, mưu lược, biết người biết ta. Ông là một vị tướng cầm quân bách chiến bách thắng, dũng mãnh quyết đoán suốt 21 năm chinh nam diệt bắc. Ông chưa từng bị một vết thương trên người. Vua Quang Trung đã để lại một ấn tượng kinh hoàng và khâm phục đối với địch thủ của ông. Các sử gia triều Nguyễn cũng phải viết Nguyễn Văn Huệ là em nhạc, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, dạo kiệt thiện chiến, ai cũng phải sợ. Cho đến một quân nhân nhà Lê cũng nhận định Nguyễn Văn Huệ là một anh hùng lão thủ, hung tợn và giỏi cầm quân. Coi ông ta cầm quân vào Nam ra Bắc thật là một thần xuất quỷ nhập. Không ai có thể dò biết được ông ta bắt Hữu Chỉnh như bắt trẻ con, giết Vũ Văn Nhậm như giết một con lợn. Không một người nào dám tranh thẳng vào mặt nghe lệnh của ông ta, ai cũng mất cả hồn vía, sợ hơn sấm sét. Hoàng Lê thống nhất trí. Vua Quang Trung có hai vị hoàng hậu, bà Phạm Thị và bà Ngọc Hân công chúa. Ngoài ra ông còn có một số vị hoàng phi khác. Về con cái, theo quyển Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung, Đỗ Ban ghi rằng Vua Quang Trung có tất cả ít nhất 17 người con, gồm 11 trai và 6 gái như sau. Với bà Phạm Hoàng hậu, Vua Quang Trung có 3 trai và 2 gái. 3 trai là Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Quang Bằng. Có sách lại viết Quang Toản, Quang Bằng, Quang Chiêu. Với bà Ngọc Hân công chúa, Vua Quang Trung có 2 con trai là Nguyễn Văn Đức, gái là Nguyễn Thị Ngọc. Sao con trai lại không lót chữ Quan như những người con khác? Ngoài ra còn có Nguyễn Quang Thùy, lớn tuổi nhất, Quang Trương, Quang Tự, Quang Điện, Quang Duy, là một người tên thấp, đều còn là của các vị thứ phi khác. Theo chính sự của nhà Nguyễn, tất cả con cái của vua Quang Trung đều bị hành quyết, riêng chỉ có Triết Chế, tức là Khang Công. Nguyễn Quang Thùy đã tự ải thắt cổ chết khi bị bắt, không để bị kẻ thù ngược đãi nhục nhã. Chính sự của Tây Sơn hoàn toàn bị hủy diệt, cho nên ta khó mà ghi nhận chính xác và đầy đủ về dòng dõi của vua Quang Trung. Mặc dù ta nghiên cứu khoa học và cẩn thận, chẳng hạn như về cái chết của bà Ngọc Hân công chúa và hai con của bà, mỗi sách nói một cách khác, không ai viết giống ai. Có người vô tình hay cố ý bôi nhọ danh tiết của bà. Sau khi vua Gia Lâm chiếm được Phú Xuân 1801, tất cả đều đài cung điện, doanh trại của Tây Sơn đều bị san bằng, lăng mộ tổ tiên của anh em Tây Sơn trở thành huyệt mộ. Hài cốt của vua Quang Trung ở Lăng Đan Vương và của Nguyễn Nhạc Phạm Hoàng hậu đều bị quật lên, nghiền nát và trộn với thuốc súng mà bắn. Sọ đầu thì bỏ vào 3 cái giò mà giam vào ngục thất. 3 cái giò đó mãi đến năm 1885 mới bị bí mật đánh cắp nhân vụ khởi nghĩa bất thành của vua Hàm Nghi ở Huế. Đến bây giờ người ta không biết phủ Đương Xuân, điện Trường Lạc, phủ Tập Tượng, phủ Cam nằm ở đâu.
Gần đây, qua công trình nghiên cứu công phu của ông Nguyễn Đắc Xuân và sự phát hiện của ông Nguyễn Hữu Khoánh, chúng ta mới biết được Lăng Đăng Dương của vua Quang Trung nằm ở Gò Bình An, cố đô Huế. Điện Trường Lạc nằm ở cánh đồng Bình Giá. Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung Nguyễn Đắc Xuân, ta cũng cần nhắc thêm một nhân vật rất có ảnh hưởng đến đường lối chính trị và quân sự của vua Quang Trung. Khi ông lên ngôi hoàng đế, nhân vật đó chính là La Sơn Sư Tử Nguyễn Khiếp, rất được vua Quang Trung kính trọng, tôn là La Sơn Tiên Sinh, và phong chức Sùng Chính Diện, Diện Trưởng. Sau khi đánh tan quân Thanh, vua Quang Trung đã có lời khen ngợi La Sơn Sư Tử bằng câu: "Một lời giấy nổi cơ đồ, và nhờ ông xem địa lý để xây Phượng Hoàng Trung Đô ở Nghệ An", chứng tỏ vua Quang Trung rất tin tưởng vào chân tài thực học của La Sơn Sư Tử. Sở dĩ ta phải nhắc đến La Sơn Sư Tử vì ông rất quan trọng đối với bà Ngọc Hân công chúa trong những ngày tàn của triều đại Tây Sơn. Tương lai của ba mẹ con bà và kể cả việc xây lăng mộ vua Quang Trung đều do ông tính toán. Mặc dù 4 tháng sau ông mới biết tin vua Quang Trung mất, phải chăng dòng dõi của vua Quang Trung đã tự tuyệt? Phải chăng hài cốt của ông đã bị gia long quật lên và nghiền nát rồi trộn với thuốc súng thành công mà bắn? Phải chăng bà Ngọc Hân công chúa và hai con bà cùng bị một số phận bi thảm như những người khác của hoàng tộc Quang Trung? Gần 200 năm nay, những nghi án đó vẫn chưa được giải đáp, mặc dù các nhà sử học nhiệt tình đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết và giấy mực khảo cứu. Những chương sau đây sẽ giải đáp một phần nào tương đối chính xác những nghi án đó nhờ tác giả của bộ Kim Cổ Kỳ Quan. Phần 2: Phật Thầy Tây An, con của vua Quang Trung. Phần trước ta đã chứng minh Phật Thầy Tây An tên thật là Nguyễn Quang Mục, sinh năm Kỷ Dậu 1789, đạo hiệu Bửu Sơn, người tiếp nối đời hoàng đế Kỳ Hương qua câu "Bửu Sơn kế thế đế Kỳ Hương". Phải chăng Phật Thầy chính là con ruột của vua Quang Trung, tên thở nhỏ là Hồ Thơm? Ta hãy nghiên cứu những đoạn kinh sau đây để giải đáp câu hỏi quan trọng này. Ở trang 110 có đoạn: "Chim đầu không bắt nó bay, tài chi ra sức theo đây dày đoàn. Thầy xưa nổi giận la làng, không ai ân tiếp về đoàn Tây Phương. Ta không ăn mới ta ương, con không nghe mẹ di lương trời." Ta hiểu Tây Phương là miền Tây. Họ Đoàn ám chỉ Phật Thầy, ngài như một con chim thoát khỏi lòng và nghe lời mẹ dạy làm con lươn lùi xuống bùn mà lặn về miền Tây Việt Nam. Ta đọc tiếp theo đoạn trên: "Gánh thơm để xuống bên ngồi, xem sao nhớ trước nhớ hồi thơm ngon. Nhớ hồi mẹ lại dạy con, cái nào mở mắt mật son vào lòng. Ở sao như bưởi với đồng, ngọt chua một dạ tấm lòng mới nên.
thầm đang ấy tính chữ sự nào chẳng mưa nắng nhiếc hỗn hào hàng tôm hàng cá ra vào quên thân cái thơm tâm mắt đó dân người phàm hai mắt như khó phân việc này gian nan sao tới trước thầy đó ai biết được việc này mới ngoan tiểu khê còn xa đại giang bắt cầu trăm nghiệp như cầu an thuận hòa lên non cám cảnh rừng già làm con làm cháu tưởng bà tưởng ông son màu son đỏ chỉ có vua mới được quyền sử dụng mắt ám chỉ tên mục của Phật thầy lửa vừa nóng lửa lầm lương tức mạng lương trung quả là tuổi giả của Phật thầy Đinh Mão 1807 chữ thơm kết với chữ ân ám chỉ ông Hồ Thơm Nguyễn Huệ trái thơm trăm mắt bố dân người phàm hai mắt khó phân việc này hai câu chứng minh rõ rệt Nguyễn Quang Mục chính là con của Hồ Thơm nghe lời mẹ đổi ra họ Đoàn với tuổi giả là Đinh Mão để nối dòng cho họ Hồ sau này ta đọc tiếp sẽ thấy rõ chữ thơm ám chỉ cho Hồ Thơm Nguyễn Huệ tô thuyền như bưởi chợ đông chiều tan mái hiệp nghỉ không thường hành việc nào cho việc làm lành tu nhân tích đức để dành ngày sau khó thời bắt cô ốc há đau xá giao nhờ xá ác xá phú xá đồng xá bá sự quấy cõi trần mới nên cây lá phương dầu trắng đặng lên diêm đình dầu xương chớ quên lời thầy nghệ tế trời Phật bắt đài có đâu ỷ sức vui dày chính cơ chữ rằng quý tài hồ sơ dẫu sao ra bằng thiên cơ bắt đầu lòng người sớm ơi đánh tôi đầu Phật trời giả thảm lòng sầu héo gian Phật cho đến chữ ngoài son trong lòng thiệt giấy nước non vương tròn thầy ghi đạo Phật khảo mòn sơn băng thủy triệt giả còn nhớ ghi ta chú ý chữ đức và trần kết thành trần văn đức một cái tên giả của Phật thầy khi đi lánh nạn chữ tây kết hợp với chữ sơn thành tây sơn chữ quý cộng với dậu thành quý dậu chữ của Hồ Thơm bốn chữ ngoài son tức bốn chữ bưởi sơn kỳ hương chữ giấy hàm ý chữ nho là chỉ nghĩa là bốn chữ bưởi sơn kỳ hương ám chỉ triều đại tây sơn của Hồ Thơm tuổi quý dậu Phật thầy đã nghe lời mẹ thay tên đổi họ
về miền Nam lập mối đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Bí mật bảo vệ dòng họ của cha là Hồ Thơm, dòng hoàng tộc. Giải thích thêm một cách cụ thể, tác giả viết: Trái thơm lột vỏ cúng trời, bỏ cùi con mắt ăn thời rác mây. Ghét chúa bao nợ thương ơi, ghét tôi bao nợ thương ơi chúa mình. Trái thơm nhiều mắt can tình, đặng ăn chặn giữa bất bình ngoài trong. Thơm cộng chúa Hồ Thơm quan trinh, mắt mục ám chỉ Phật thầy ngoài đàn, ngoài miền Bắc, trong đàn, trong miền Nam, chặn giữa phú sinh. Đến đây ta không thể phủ nhận chữ thơm chính là ám chỉ Hồ Thơm và mục, tức là con của Hồ Thơm. Bỏ cùi còn mắt còn sống sót sau sự tru diệt, vua Quang Trung đã tạm lấy phú sinh làm kinh đô. Đàn ngoài nhà Lê Chiêu Thống, đàn trong là Nguyễn Ánh, cả hai đều cố gắng tiêu diệt ông. Ta hãy nghiên cứu để xác nhận không thế Phật thầy thuộc dòng quý tộc. Mẫu lân sanh bắc tử lân, hổ phụ hổ tử trái bông tại nhành. Cây đắng trái ngọt để dành, cây ngọt trái đắng chẳng lành bỏ đi. Lời ghi người hỡi lời ghi, người ở ăn hết người đi thời còn. Mẫu lân tử lân mẹ rồng sanh con rồng, hổ phụ hổ tử cha cọp sanh con cọp. Chứng minh mẹ của Phật thầy dòng dõi quý tộc, vì rồng tượng trưng cho vua chúa và cha cũng là vua quan. Với bốn câu cuối trái ngọt để dành, trái đắng bỏ đi kết hợp với câu lời ghi người hỡi lời ghi người ăn ở hết người đi thời còn, chứng minh Phật thầy là một đứa con thông minh nhân hậu, đã được mẹ mang đi nên đã sống sót. Các người con ở lại đều bị sát hại. Để chứng minh rõ ràng người có chữ thơm thuộc họ Hồ, tác giả viết: Gánh thơm bán rẻ người không dùng, việc mắt âu lo từng kinh tâm. Đắng cay để già thăm kỹ sự, cá cạn ao hồ biển rộng thinh. Kinh tâm tịch đạo tinh minh chi, hạ bước đời thư tần y nam. Ta kết hợp thơm với hồ, tức là Hồ Thơm, chữ mắt tức là mục, đó là tên Phật thầy Tây An, chữ kinh ám chỉ Quang Trung. Nội dung đoạn thơ nhằm ý chỉ chế độ Hồ Thơm đã suy tàn. Nguyễn Quang Mục như cá ở ao cạn, phải tìm biển rộng ở miền Nam mà mở đạo tinh minh. Để xác nhận Hồ Thơm vốn là gốc cội của Phật thầy Tây An, tác giả Kim Cổ Kỳ Quang viết: Ai ai cũng muốn làm thầy, nhặt tôi làm tớ ăn mày không tên. Phải dùng gánh nước gánh thơm, không ai hỏi tới để đến cúng trời. Của nhà chẳng sợ lỡ lời, để đem cúng Phật cúng trời độ thân. Tác giả xác nhận rõ ràng Hồ Thơm là của nhà Phật thầy, nhưng không ai biết dòng dõi cao quý của ngài. Ta hãy nghiên cứu tiếp để hiểu rõ Phật thầy thuộc đạo Hồ Thơm ở đoạn kinh sau đây. Có ai thấu bằng lòng trời, thượng thiên có một dưới đời không hay.
Linh Đình Thơm là ba tên của Nguyễn Huệ Câu. Cức Thơm người mới tách tri học rài, kết hợp với Câu, thượng thiên có một, dưới đời không hai. Rõ ràng ám chỉ vị vua bách chiến bách thắng là Quang Trung hoàng đế. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là Phật thầy khai mở ở miền Nam, chính phát xuất từ ấp Tây Sơn. Có non, có nước, đố mày thấy tao, thuộc dòng dõi Hồ Thơm, tác giả Kim Cổ Kỳ Quan nói trắng hơn qua đoạn sau. Nhất nhật hành bắc cơ tiền phương, thời thời phát thiền tâm dương trung bình. Mình cũng một cõi trung bình, sự hình bất chánh đỏ hình đổi đâu. Chào nào vua trị chẳng lâu, quỳnh thần vô ngàn thấy đâu cho tuần. Chữ dương trung bình kết hợp với Câu, chào nào vua trị chẳng lâu, rõ ràng là ám chỉ vua Quang Trung ở ngôi chỉ được 4 năm, 1788-1792. Chữ nhãn tức là mục, mà chỉ danh hiệu Phật Thầy, sự hệ cha con giữa vua Quang Trung và Phật Thầy thật đã minh bạch. Chúng ta tiếp tục đi đến khẳng định hoàn toàn qua những đoạn kinh sau. Giáng hương một góc một căn, hai người một bình dạ ăn dư hoài. Đổ trước là đổ phe tài, nhất gia vì chủ con ngài sợ lắm. Thương thầy nhiều dấu tô thanh, mãn nghe tiếng nói sợ lắm lực hình. Trách cho ai tư lự một mình, thầy còn ngồi đó tớ tình riêng căng. Mắt ngọc sợ mắt lo ăn, lỗi niềm cơm áo lạc căng dọa hoàng. Nước gia di chủ, một nhà đều làm chúa, chủ còn đọc là chúa. Hai người một góc cộng võ hoàng, ám chỉ thái võ hoàng đế tức Quang Trung, và ngu tức ngu ý trang thuần. Trung nhất võ hoàng hậu tức Ngọc Hân. Mắt cộng mắt mục là Nguyễn Quang Mục, Phật thầy Tây An. Chữ Ngọc là ám chỉ Ngọc Hân. Nội dung đoạn thơ hoàn toàn ám chỉ Phật thầy Tây An là con của vua Quang Trung và Ngọc Hân công chúa. Ngài cố gắng tránh khỏi luật hình của Gia Lâm để giữ gìn dòng dõi của mình. Ta nghiên cứu tiếp tục đoạn kinh. Câm hồn vệ luật lý lăng, làm cho lỗi thửa lạc căn võ hoàng. Trách ai đem giả lăng loàn, làm cho miễu võ khối tàn cơ bay. Lữ mềm uống có khó thai, trở thiêu ngồi nghỉ cội cây mé trời. Vệ luật lý lăng ám chỉ Gia Lâm, võ hoàng thái võ hoàng đế. Nội dung ám chỉ Gia Lâm đã hoạch mộ và san bằng lăng Đăng Dương của vua Quang Trung, không còn để lại dấu vết gì cho đời sau thờ phượng. Rõ ràng hơn ta đọc tiếp đoạn: đi đâu lấn ngõ ngăn đàn, đem lòng phá xóm phá làng sát thang. Thiên tử chúa thánh cào ca, dân phu phản chúa sát tha tử hoàng. Chẳng thà cho nhau ăn vàng, chẳng thà dắt nẻo đem đàn đi tu. Chữ đàn đoàn ám chỉ Phật thầy Tây An, là một vị hoàng tử
bị hành hình, nhưng đã nhờ sự tâu thành của vua Quang Trung. Sau đầu Gia Long đánh bại Quang Toản, tìm cách cứu thoát. Kết luận một cách chính xác, Phật thầy Tây An chính là người nối dòng vua Quang Trung, được chứng minh trong đoạn thơ sau. Lúa lá chim chẳng nhắn trời, éo là danh lợi phú rồi gian nan. Ngồi buồn luận trí nam đang, dắt đường chỉ ngọ Tây An cao kỳ. Đế cung lập lại bất kỳ, nhà cơ hậu thí hương từ hậu lai. Đây á trai đó cũng là trai, mặt tình chúng bạn vừa ai thì vừa. Đạo nào bất chánh thì chưa, đạo nào có chữ nói thừa đừng mê. Giữ đạo thấy đạo nào, đạo nào bằng đạo phu thư chữ tình. Đó đăng đăng đó giữ dình, không có ngấu hậu thời mình tuyệt tăng. Nội dung đoạn thơ hàm ý đạo Phật thầy Tây An là một đạo phu thê để sanh con đẻ cái, nối dõi tăng đường, cũng hàm ẩn Tây An là người con trai thuộc dòng dõi hoàng đế. Ngài như con chim không còn nhắn đậu, như người mất cả gian tăng, đành phải mượn áo tu sĩ mà dạy đạo quốc vương thủy thổ để mưa bảo vệ tử tôn của dòng dõi mình. Để kết thúc sự liên hệ cha con vua Quang Trung và Phật thầy Tây An, tác giả Kim Cổ Trì Quang viết: Giữ sao cho tròn tiếng đời danh thêm, ra trước hết nước hết tên, hết đường danh lời hết thêm tiếng đời. Không ai chẳng trị ngôi trời, Quang Trung có kẻ nối đời hậu lai. Láng linh an tự phi lai, Tây An tứ đặt đứa tri tình. Chữ Quán còn đọc là Quang, kết hợp với chữ Thêm ngôi trời Quán với câu Quán Trung có kẻ nối đời hậu lai. Ta đi đến kết luận dứt khoát vua Quang Trung thật sự có con nối dòng, người con trai đó là lấy hiệu Tây An. Từng cách trại ruộng ở Láng Linh Châu Phú, đặt nền tảng cho chùa Tu Lai Tam Bửu ở Ba Chúc Chi Tôn, vị giáo chủ của Bửu Sơn Kỳ Hương hay Tinh Minh Đại Đạo, mà nhân dân khắp miền Nam đều tôn thờ như một vị Phật ra cứu đời năm Kỷ Dậu 1849. Ta đọc tiếp tâm sự của Phật thầy: Trách ai phát phải tàn cơ bay, căm hờn ai ý từng tay, khúc từng danh chúa mối sầu xây nên phiền. Ma nhân tại dân hiền phế hậu, phụ hoàng tức vua cha, ám chỉ thái miếu thái võ hoàng đế Quang Trung bị quỷ diệt và san bằng. Một ám chỉ Phật thầy Nguyễn Quang Mục, ngài gọi vua Quang Trung thái võ hoàng đế là phụ hoàng. Đoạn thơ kết thúc sau đây: Phụ vương ơi, ai hoài phụ tử phân ly, ôn ôn lụy ngô nhi thấm khóc. Kháng viết: Ta hồ quỷ cấp lụy tiên sanh, phụ vương ơi, giọng kháng phụ hoàng vô tranh tượng, ngô sầu cung thượng trưởng thâm tình. Phụ
phổ vương ơi, hồ phát hoàng thiên bình đẳng nguyện, kiến thiên kiến diện hiện dương trần. Tôi nguyện cầu trời Phật thánh thần cứu độ chúng sanh, cõi thọ anh linh thần cảm chiếu. Đến nay phụ hoàng tôi quá vãng đi rồi, còn tôi ở lại đây nhân nhân thị tiếu tiếu nhược thân hậu diếp trỗi gót hài ca chốn hương lanh kháng bổn thị du thân lã cả cành dương thế luân hồi trả quả thị hung đồ bất khả tái sanh ấy làm sao mà người không sợ không sợ an. Những việc đưa tranh chẳng phải kẻ giá canh mà chuyên nghệ mai cúc trước thẹn lan huệ hồ nhân cung huynh đệ dày đoàn chỉ thị thế bất tường ấy vậy mà người dám lập trường độ thế. Tôi nói thiệt gánh thơm này dầu ế chợ Tân Quế cũng mua bán cho ngọt không chưa người bán mua có chết. Ta chú ý các từ phủ dương hồ huệ đoàn thơm quế nghệ. Phủ dương là hồ thơm là nguyên huệ gốc ở Nghệ An, không còn tranh tượng miếu ở Quế. Với câu hồ nhân cung huynh đệ dày đoàn chỉ thị thế bất tường người dám lập trường độ thế, ý nghĩa thật rõ ràng. Phật thầy đoàn minh quyên vốn từ cung điện họ hồ gọi cha là phụ dương phụ hoàng, dù mai danh ẩn tích nhưng cuối cùng ngài vẫn can đảm ra mở đạo kỳ hương cứu đời để gieo rắc mùi thơm của trái thơm khắp miền Tây Nam Việt. Đến đây ta khẳng định Phật thầy Tây An là con của vua Quang Trung, với tên thật là Nguyễn Quang Mục, sinh năm Kỷ Dậu 1789. Nhưng ta chưa biết đích xác ngài là con của vị hoàng hậu hay thứ phi nào. Tuy nhiên từ các câu thơ đã trích dẫn trước, mẫu lanh sanh đắc tử lanh, hổ phụ hổ tử trái bông tại nhành, tác giả Kim Cổ Kỳ Quan đã nhằm ám chỉ mẹ của Phật thầy cũng thuộc dòng vua chúa Mẫu Lân quý tộc. Trong hai vị hoàng hậu của vua Quang Trung chỉ có bà Ngọc Hân và công chúa Kiều Lê. Vậy Phật thầy Tây An chính là con trai của bà Ngọc Hân. Chúng ta sẽ chứng minh điều này ở phần kế tiếp. Chương 4. Phật thầy Tây An con của bà Ngọc Hân công chúa. 1. Sơ lược tiểu sử bà Ngọc Hân công chúa. Ngọc Hân công chúa sinh năm Canh Dần 1770, có sách lại ghi là năm Tân Mão 1771, con của vua Lê Hiển Tông và bà Phù Ninh Từ Cung Nguyễn Thị Quyền, người làng Phù Ninh Tổng Hạ Dương, phủ Từ Sơn xứ Bắc Ninh, nay thuộc là Hà Bắc. Bà tục gọi là Chúa Tiên, nhan sắc kiều diễm, nổi tiếng danh chương. Năm 1786, vua Lê Hiển Tông gả bà cho Xí Huy Quốc Tông Nguyễn Huệ, rồi bà theo chồng vào Phú Xuân. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung, phong bà làm Bắc Cung Hoàng hậu, có sách lại viết là Hữu Cung Hoàng hậu, năm Nhâm Tý 1792. Vua Quang Trung mất, bà đã làm bài văn tế cho vua Quang Trung và bài Ai Tư Giảng, một tác phẩm văn chương rất có giá trị và nổi tiếng. Sau đó bà về chùa Kim Tiên ở Gò Dương Xuân để tu. Vừa để sớm hôm xuống giếng lăng mộ chồng ở điện Đan Dương, chính nơi đây bà đã viết bài Ai Tư Giảng. Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung, Nguyễn Đắc Xuân
về cái chết của bà Ngọc Hân. Mỗi sách mỗi ghi khác, các nhà sử học không thống nhất về điểm này. Có sách thì cho rằng bà mất năm Kỷ Mùi 1799, được vua Cảnh Thịnh truy phong miếu hiệu là Như Ý Trang Thuần Trinh Ngất Võ Hoàng Hậu. Có sách lại ghi là Như Ý Trang Thịnh Trinh Ngất Võ Hoàng Hậu. Có người lại cho rằng bà Ngọc Hân mất năm 1804 tại quê mẹ làng Phù Ninh. Cũng có thuyết cho rằng bà và hai con trốn vào Quảng Nam. Khi vua Gia Long chiếm Phú Xuân bị bắt thì bị hành hình ở đó. Riêng người viết nghĩ rằng về miếu hiệu của vua Cảnh Thịnh truy phong phải dùng chữ Như Ý Trang Thuần Trinh Nhất Thái Võ Hoàng Hậu mới đúng. Còn bà Phạm Thị, chính vua Đoan Trưng truy phong là Nhân Cung Đoan Tịnh Trinh Thục Như Thuần Võ Chánh Hoàng Hậu là đúng với giai chồng phong cho vợ. Cho nên hiểu được phong cho bà Ngọc Hân công chúa là Như Ý Trang Thuần Trinh Nhất Võ Hoàng Hậu. Chính do vua Đăng Trinh phong tặng khi bà Phạm Hoàng Hậu mất căn. Dĩ nhiên mỗi người đều biện luận theo quan điểm và sách vở mà mình đã tham cứu. Riêng có những văn sĩ căn cứ vào truyền thuyết, tiểu thuyết quá cuộc đời của bà Ngọc Hân xâm phạm đến danh dự của một kinh phụ. Thậm chí có người đặt nghi vấn bà vì ghen tuông mà đầu độc vua Quang Trung. Phải chăng làm văn sĩ họ có được một cái quyền bôi nhọ danh dự người khác bằng sự tưởng tượng của họ? Tuy nhiên trên thực tế bà còn để lại hai câu ca dao mỉa mai: gái đâu có gái lạ lùng, con vua mà lấy hai chồng làm vua. Có người biện bạch rằng hai câu đó ám chỉ bà Lê Thị Ngọc Bình, em út của bà Ngọc Hân, vừa làm thứ phi cho Cảnh Thịnh, vừa cho Gia Long, lại tội nghiệp cho bà Lê Thị Ngọc Bình. Như vậy Cảnh Thịnh dám làm anh em bạn rể với cha mình. Về quan điểm cho rằng bà Ngọc Hân mất năm 1804 tại làng Phù Ninh, xin đọc bài của Nhất Thanh sau đây với những luận chứng khoa học. Riêng người viết căn cứ vào Kim Cổ Kỳ Quan để giải thích về cái sống và cái chết của bà Ngọc Hân công chúa. Sau khi vua Gia Long chiếm kinh thành Phú Xuân, đồng thời chúng ta hãy đọc kỹ lại Ánh Văn Tuyệt Tác Ai Tư Giảng và bài Văn Tế của bà Ngọc Hân để hiểu rõ tâm trạng ý chí của một bậc tài quan nhưng phận bạc. Từ đó chúng ta mới có thể đánh giá đúng bằng lương tâm và trí tuệ của một nhà nghiên cứu đối với một sự kiện lịch sử có nhiều nghi vấn. Một, luận điểm binh vực cho bà Ngọc Hân. Ngọc Hân công chúa không tái giá, trích dẫn bài viết của Nhất Thanh. Ngọc Hân công chúa của Diệp Thường kể lại cuộc gặp gỡ giữa Gia Long và Ngọc Hân với lời can gián vô hiệu quả của Lê Văn Việt, không dẫn chứng do sử liệu nào và câu chuyện viết như có nhóm màu tiểu thuyết. Thực lực chính biên đệ Nhất Kỷ và Liệt Truyện Tiền Biên Sơ Tập có chép việc quân của Nguyễn Ánh đánh lấy kinh đô Phú Xuân, Quan Toản bỏ thành chạy ra Bắc và sao biết không chống nổi cùng em là Quan Thùy, Quan Di, Quan Thiệu với Tư Mã Nguyễn Văn Dụng, Nguyễn Văn Tứ đô đốc Tú vượt sông Nhĩ Hà chạy về hướng Bắc. Sao đều bị bắt, trừ Quan Thùy tự thắt cổ chết. Trong việc này sử không hề nói đến bà Ngọc Hân và hai con bà.
Bách Khoa số 101 ngày 15 tháng 3 1961 đăng bài Phải chăng vua Gia Lâm và vua Quang Trung là hai anh em bạn rể của Bửu Kế viết câu chuyện vua Gia Lâm kết duyên với Ngọc Hân công chúa ở Huế vẫn có dư luận đó. Sở dĩ có dư luận như vậy vì theo bài của Diệp Thường đã nói trên thì trong số đền đài tản mát đó đây, nơi cố đô Huế có nhà thờ của hai ông hoàng Quảng Quai Quận Công và Thường Tính Quận Công đều là con vua Gia Lâm. Trong liệt truyện có chép tiểu sử hai ông hoàng này vắn tắt như sau: Quảng Quai Công con thứ 10 của Thế Tổ, mẹ bà là Đức Phi họ Lê. Năm Gia Lâm thứ 15 được phong Quảng Quai Công, ông Bửu Kế đã tra cứu Ngọc Điệp hoàng tử, hoàng nữ phổ, công tôn nhân phủ, thế có chép về hai ông Quảng Khoai và Thường Tĩnh như sau: mẹ họ Lê tên quý là Bình, người làng Lam Sơn, huyện Thoại Nguyên, tỉnh Thanh Hóa, con út của vua Lê Hiển Tông. Bà sinh vào Quý Hợi ngày 12 tháng Chạp mùa đông năm Giáp Thìn 1784, năm Tân Dậu mùa thu năm Gia Lâm thứ 9 1810 mất. Tặng Đức Phi Thụy Công Thận tẩm mộ tại làng Túc Lâm, nhà thờ tại Kim Lâm xã. Sau đời qua làng Phú Sinh sinh hai con trai hai con gái hoàng trưởng tử là ngài Quảng Khoai Quý Quân, hoàng nhị tử là ngài Thương Tính Quý Cự, hoàng trưởng nữ là An Nghĩa công chúa Quý Ngọc Ngôn, hoàng nhị nữ là Mỹ Khê công chúa Quý Ngọc Quế. Bà này sao lấy con nuôi của Lê Văn Việt. Ông Bửu Kế kết luận, có lẽ người ta đã lầm bà Lê Thị Ngọc Bình với Ngọc Hân công chúa, vì hai bà đều con vua Lê Hiển Tâm cả. Phải chăng cũng do lời đồn như đã nói trên mà Ngô Tất Tố đã viết trong Thi Văn Bình Chú: trong đời Gia Lâm ở làng Phù Linh cũng có một người được làm cung phi, vẫn gọi là bà chúa nành. Vì thế người ta tưởng bà Ngọc Hân sau đó lấy vua Gia Lâm, sự thật thì bà không biết mặt vua ấy bao giờ. Ngọc Hân công chúa Vật Sự Nam Phong số 103 đã dẫn trên chép: dòng dõi Tây Sơn không còn sót một ai, công chúa Ngọc Hân vì là con của vua Lê được khỏi nạn năm ấy đã 32 tuổi mà tư sắc vẫn đẹp chưa hề suy giảm. Vua Thế Tổ bổn triều Gia Lâm để yên bà ở một dịch đình nhà ở bên cạnh cung điện, cho người hầu hạ bày tâu. Có người cho rằng công chúa là của thừa Tây Sơn, can gián vua. Vua bảo đất đai nhân dân ngày nay không một thứ gì là không phải của thừa Tây Sơn sao, có gì phải ngại. Sao vua Gia Lâm cho công chúa về quê quán của mẹ thuộc tỉnh Bắc Ninh cho đến lúc bà mất? Vậy thì rất có thể đã có lúc vua Gia Lâm muốn lấy công chúa Ngọc Hân nhưng nghĩ lại rồi thôi, hoặc vì lời can gián của một đại thần, hoặc vì e sợ lòng người đại đa số trí thức Bắc Hà. Còn quy phụ nhà Lê mà phải kiêng nể không dám giết, không dám lấy, lại để cho bà về quê mẹ. Còn một lẽ nữa dễ hiểu hơn về phần công chúa Ngọc Hân, khó có thể bà chịu khuất mình. Dù là với vua Gia Lâm
bà không phải là người tầm thường, lại có học nhiều, cái học đặt trọng tam phương ngũ thường, không dễ gì bà cam chịu làm điều trái cương thường. Bà lại có hai con với vua Văn Trinh, thuyết này sẽ bàn cãi ở chương sau. Nếu bà bị bắt với hai con, hay bị bắt một mình đi nữa, hẳn bà thương xót con bà, và không thể nào làm ngơ về số mạng của con, trong khi vua Gia Long chẳng bao giờ chịu để dòng máu Nguyễn Tây Sơn còn nói giỏi. Vậy thì giết con và lấy mẹ một người như bà Ngọc Hân là việc không ổn, chắc hẳn không xong. Bị cưỡng bức bà sẽ tuẫn tiết, nếu bắt được bà là chưa thể nổi e sợ dân Bắc Hà, thì đành tha làm phúc. Đến đây ta có thể đoán ra bà Ngọc Hân có bị bắt ngay tại Phú Sinh hay bị bắt đem về đấy. Do đó có dư luận truyền lại vua Gia Long đã lấy bà. Sự thật thì vua Gia Long có lấy một bà, tâm chúa con Lê Hiển Tâm, em cùng cha khác mẹ với bà Ngọc Hân. Để kết luận, ta có thể tin chắc Ngọc Hân công chúa không tái giá với vua Gia Long. Thuyết này sẽ chứng minh thêm ở chương sau. Bà chết ở quê mẹ, cán ở làng Phù Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Bà Ngọc Hân mất năm nào? Định tập quốc sử di biên chép, Giáp Tý năm thứ ba, năm Gia Long thứ ba, 1804, tháng 5, ngày 12. Bà công chúa nhà Lê tên là Ngọc Hân chết. Đời vua Cảnh Hưng, nhà Lê năm Bính Ngọ 1786, đem gả bà Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ, nhà Tây Sơn. Đến khi Tây Sơn mất, bà Ngọc Hân ra trốn ở làng mẹ là làng Phù Ninh. Bà ấy mất có quan nhà Tây Sơn, khi ấy đang làm quan ở huyện Đông Nhàn, mới xin phép vua làm lễ chôn. Vua cho sao dân ở huyện Phù Ninh cũng lập nhà thờ để thờ bà ấy. Liền trên là ba dòng chữ chép một việc khác. Đầu câu viết ngũ nguyệt, nhị thập, nhất nhật, tháng 5, ngày 21. Liền dưới là chép việc sang tháng 6. Như vậy, theo lối biên niên trong việc chép sử, bà Ngọc Hân mất ngày 21 tháng 5 hoặc sau đó ít ngày. Cũng định tập quốc sử di biên đã chép có người làng Phù Ninh tên là Tổng Phụng, cậy quyền thế là người làng họ bà công chúa, tranh kiện với dân. Việc đến tai vua, vua giận lắm, truyền bắt tội tên Tổng Phụng. Và ngày 28 tháng 4 năm Quý Mão, năm Thiệu Trị thứ ba 1843, cho đào mã bà Ngọc Hân công chúa đổ xuống sông và bán ruộng bán nhà thờ bà ấy. Sách và tập san xuất bản gần đây viết khác nhau về chung cuộc của bà Ngọc Hân, không dẫn chứng tài liệu lịch sử như Thi Văn Đình Chú của Ngô Tất Tố viết: khi nhà Tây Sơn mất nước, bà và con đổi tên họ lẫn vào ẩn ở một làng trong tỉnh Quảng Nam. Nhưng không bao lâu có kẻ phát giác bà phải uống thuốc độc tự tử, hai con đều phải thắt cổ chết. Triều Tây Sơn của Phan Trần Chúc cũng viết thuyết khác, lại cho rằng sau khi nhà Tây Sơn mất, bà cùng hai con, một con trai một gái, phải giả dạng làm vợ một người lái buôn, trốn tránh vào một miền quê tỉnh Quảng Ngãi. Được ít lâu, tin tức bại lộ, bà và hai con cùng bị triều Nguyễn gia hình bằng tam ban triều điển.
nhưng ông đã bác trước này. Trung Bắc Chủ Nhật số 53, Sở Bảo viết: ông có về làng Phù Ninh được mấy vị cố lão kể cho nghe về thân thế bà Ngọc Hân. Theo lời ông thì sau khi nhà Tây Sơn mất, Ngọc Hân công chúa đem hai con về ẩn trốn một nơi tỉnh Quảng Nam. Con trai đổi tên là Trần Văn Dứt, con gái đổi tên là Trần Thị Ngọc Bảo. Chẳng bao lâu tin tức lại bại lộ, cả ba mẹ con bị bắt và xử tam ban triều điển. Năm ấy bà 30 tuổi, con gái 13, con trai 10. Sau bà chiêu nghi, mẹ đẻ bà Ngọc Hân cho người đi lấy di hài ba con cháu về chôn ở làng Phù Ninh và lập đền thờ. Vài năm sau, vì có việc ghen ghét tố giác triều đình bắt tội, mất kỳ hào đã công nhiên cho xây lăng và đền thờ. Ngụy Hậu sai phá quỷ đền, đào xương đổ xuống sông. Dẫn theo lời Sở Bảo, họ Nguyễn ở làng Phù Ninh cũng có một thiếu nữ đẹp tên là Nguyễn Thị Ngọc Bình, được chầu vua Cảnh Thịnh. Được vài năm, nhà Tây Sơn mất, bà Ngọc Bình trốn đi tu rồi bị bắt đưa về kiến chầu vua Gia Long. Nghĩa quả là lời hoàn toàn của cố lão làng Phù Ninh, mà Sở Bảo chỉ thật lại thì ta cũng khỏi thắc mắc về việc còn nhớ rành rẽ. Họ tên đã được thay đổi của hai con bà sau hơn 130 năm đã qua. Tuổi của bà và của hai con cũng được nhớ rõ ràng như đối chiếu với năm sinh của bà 1770, thì thấy sai lệch ít năm. Về việc phá đền đào xương có lẽ không phải vài năm sau, vì là việc vua Gia Long vẫn e dè, nếu không muốn nói e sợ chưa dám làm. Ta nhớ rằng định lập quốc sử di biên chép việc ấy rõ ngày tháng năm xảy ra đời Thiệu Trị, nghĩa là hơn 40 năm sau khi Gia Long sinh đế. Vào lúc ngai vàng họ Nguyễn Phúc đã có cơ vững chắc, vua Thiệu Trị không còn thấy phải kiên phải nể con cháu nhà Lê và dân Bắc Hà. Định lập quốc sử di biên là quyển sử biên niên bằng chữ Hán, chép việc từ năm Nhâm Tức 1802 đến năm Mậu Thân 1848. Tự đức thứ hai A Dương Hạo Hương biên soạn sách này tuy trên bản chữ Hán số SA 10 ở Viện Khảo Cổ Sài Gòn. Tranh Quốc Văn đời Tây Sơn Hoàng Thúc Tranh, căn cứ vào năm bài văn tế do Vụ Am Phan Quy Ích 1750-1822 soạn thảo, mà ông đã tìm ra và chưa được ấn hành một bài cho vua Cảnh Thịnh, một bài cho các con gái vua Quang Trung, một bài cho Phù Ninh Từ cùng là mẹ bà Ngọc Hân, một bài cho cựu Hoàng Tân là những người trong tông thất nhà Lê, và một bài cho các bà con họ ngoại bên Phù Ninh để đọc trong những tuần tới điện bà Ngọc Hân. Ông đã căn cứ vào năm bài văn tế này mà cho rằng bà mất năm Kỷ Mùi 1799, 3 năm trước khi nhà Nguyễn Tây Sơn mất ngôi. Ông Diện dẫn sách văn tri tôn miếu hiệu Như Ý Trang Thuận Kinh Nhất Võ Hoàng Hậu có câu: tế thập tứ niên di diệm đồng thư. Cuốn sách rực rỡ viết bằng cây bút Quảng Đạo chép công đức bà trong 14 năm. Để suy luận đó là sách thân bà Ngọc Hân, vì từ năm Bính Ngọ bà kết duyên với vua Quang Trung
đến năm Kỷ Mùi bà mất là 14 năm. Nếu tính năm không tính tháng, dẫn theo ông nếu bảo rằng những chứng cứ trên còn chưa đủ, vì Vua Quang Trung có hai bà hoàng hậu, e có thể lẫn với bà hoàng hậu họ Phạm sinh ra vua Cảnh Thịnh. Vì còn có sách văn khác gia tôn miếu hiệu cho hoàng tỷ mẹ đẻ của vua Cảnh Thịnh là Nhân Tung Đoàn Tỉnh Trinh Thục Vua Thần Võ Hoàng Chánh Hậu, trước rằng ông không có nói đến niên hiệu sách phong này và cũng không chú dẫn xuất xứ sự chép. Thái sư Bùi Đắc Kiên là anh ruột bà Thái hậu triều Cảnh Thịnh thì hẳn phải còn có bà hoàng hậu họ Bùi nữa, là ít ra ba bà. Nếu bà họ Phạm không phải là cùng mẹ khác cha với thái sư như ông Thiết Mai đã viết, mà không dẫn chứng Văn Hóa Nguyệt Sang số 64 tháng 9 1961, theo thư từ trao đổi giữa mấy giáo sĩ ngoại quốc sẽ viện dẫn ở dưới, thì sau khoảng tháng 3 năm 1791, có một bà hậu Tây Sơn mất. Nếu dựa vào sách văn nói 14 năm là sách phong bà Ngọc Hân thì không chắc, vì bất cứ bà hoàng hậu nào từ lúc lấy vua hay từ lúc vua lên ngôi hay từ lúc được phong làm hoàng hậu đến khi vua băng hà hay đến khi bà mất, nếu tính ra được 14 năm đều hợp cả. Chắc nội dung sách văn không nói rõ là phong cho bà Ngọc Hân, cho nên Hoàng Thúc Trâm phải viện dẫn câu Tố Thập Tứ Ni và hiện dẫn một sách văn khác cho là phong bà Chánh Hậu, thì Cung Phi cũng vẫn là Ngư Chánh. Mặt khác, một giả thuyết cần được đặt ra, các cụ Nho xưa phần gì ưa chuộng văn chương, phần gì cám cảnh, thường làm văn tự sự chơi, làm đối liên, làm văn tế than vãn người hay việc đã qua, như bài ca Chính Khí Hà Thành Thất Thủ, bài văn tế Nguyễn Duy Hằng, câu đối Điếu Hoàng Diệu, Điếu Phan Châu Trinh, hoặc chê trách hoặc ca tụng tùy trường hợp, không phải để phúng để đọc ở nhà đám. Rất có thể Quan Quy Ít cũng như nhiều nho sĩ khác dần già về sau đã làm thơ, làm đấu lương, làm văn tế để tưởng niệm, nhưng vì không công bố ta không được biết hết. Năm bài văn tế của Quan Quy Ít có tính cách danh sơn sự nghiệp đúng theo nghĩa nguyên thủy. Quan Quy Ít cũng như Ngô Thì Nhiệm, vì đã giúp vua Quan Trung nhiều, bị Đình Thần Triều Gia Lâm kết tội, Căn Ngọc đánh ở trước Văn Miếu Hà Nội, rồi được tha về. Từ đó ông dạy học, sống đời thanh bạch của một vị cựu thần nhà Tây Sơn, có cảm khái làm những bài văn tế kia tưởng không lấy làm gì lạ, nhưng có lẽ ông đã phải thận trọng e dè thắng tả niên hiệu như các cụ thường nói, ghi ngày tháng năm ngược về trước để phòng khi có dở chuyện thì còn bút tích đấy để chứng tỏ làm đã lâu rồi, dù là làm để sẵn đấy lúc còn nhà Tây Sơn, chứ không phải là vẫn cay đắng trong lòng và vẫn còn liên tiếp mà làm văn tế lúc vua Gia Long đã lên ngôi rồi. Bài thứ nhất theo Hoàng Thúc Trâm, đầu đề là Kỷ Mùi Đông Nghỉ Ngự Điện Võ Hoàng Hậu Tang, Quốc Anh Văn, mùa đông năm Kỷ Mùi 1799. Nghỉ đỡ nhà vua
bài văn đế rất âm để tế điện Võ Hoàng hậu. Mấy tướng nghĩ đỡ nhà vua cũng làm ra suy nghĩ, nếu quả thực làm năm tỷ mười thì có lẽ phải viết kính cẩn dân mệnh vua làm. Trong năm bài văn tế không có bài nào làm riêng cho con đẻ của bà Ngọc Hân, mà có bài làm cho những người trong tâm khắc nhà Lê và cả cho bà con họ ngoại ở làng Phù Ninh. Lại còn làm bài cho bà Chiêu Nghi, mẹ khóc con bằng văn tế đem ra đọc lúc tế điện, là việc xưa nay chưa từng có trong phong tục về tang lễ của ta. Cha mẹ không đưa đám cho con là ý rằng không đi chôn con. Cha mẹ không làm văn tế cho con là vì nghịch cảnh trái đạo thường. Đó lại là điểm khiến ta nghi ngờ thêm, không phải là những bài văn tế để tế điện ngay sau khi bà mất. Một điểm nữa khiến ta nghĩ ngợi băn khoăn, Phan Quy Ích theo Bắc Bình Dương ngay từ buổi đầu 1786, năm 1791 bà chánh hoàng hậu của vua Quang Trung mất, tang lễ vô cùng linh đình long trọng, mà sao không có văn tế của ông làm cho thái tử, cho vua, hay ít nữa cho bất cứ ai trong họ ngoài triều. Nếu về sau ông làm một lúc năm bài tế để tế điện bà Ngọc Hân thì hành động đó có vẻ bên trọng bên khinh, ít nhất về bề ngoài. Đối với bà chánh hoàng hậu mất năm 1791, dù bà họ Phạm sinh ra thái tử Quan Toản hay bà họ Bùi em ruột thái sư Bùi Đắc Tuyên, Quan Quy Ích đã không làm gì thì về sau đối với công chúa nhà Lê, ông cũng phải dè dặt không dám ngang nhiên tỏ ra quá thiên lệch, nhất tâm tưởng vọng. Quốc văn đời Tây Sơn có đoạn: trong vụ am văn tập và vụ am ngâm lục, ngoài những thơ văn chữ Hán, Quy Ích còn có ít tác phẩm bằng quốc văn, độ ngót chục bài văn tế nên và hơn chục bài thơ nên, ấy là không kể những bài quốc văn như đã dẫn, tức là mấy bài văn tế kể trên. Điều này chứng tỏ ông thích quốc văn, thích làm văn tế. Và vì hoài niệm cố Lê, rất có thể ông đã làm chơi cả năm bài. Tìm hiểu chung của Bắc Cung Hoàng hậu thì phải nói đến con bà. Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên Sơ Tập cũng như Thư Lục Chính Biên Đệ Nhất Kỷ không hề chép Ngọc Hân công chúa có con với vua Quang Trung. Nếu vua Gia Long đã nhầm sai giết riêng con bà vì những lý do đã nói trên, thì sử quan triều Nguyễn chẳng bao giờ đã động đến con bà là lẽ tất nhiên. Tuy nhiên những chuyện bà và hai con chạy trốn cũng như Triều Tây Sơn của Phan Trần chúc chép rõ cả tên hai con bà và Trung Bắc Chủ Nhật bài của Sở Báo Thực lại rõ tên họ đã thay đổi của hai con bà, thêm vào đẩy văn tế bà tới vua Quang Trung. Ai tư giảng bà khóc vua Quang Trung văn tế Phan Quy Ích làm cho cảnh thịnh cho các công chúa đều có nói đến con bà, thì không lẽ đều là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Văn tế bà vua Quang Trung có câu: liều trăm thoa mông theo chốn chân du, gia tóc trăm thân nào có tuyết, ôm cưỡng bão lướng ngập ngừng di thể, sửa măng đôi chút lai thêm thương. Bài Ai Tư Giảng có những câu: con trứng nước thương gì đôi chút, chữ tình thương
chưa thoát được đi. Vào ngục thất, triệt hạ ấp Tây Sơn, đổi tên ra là ấp An Tây. Năm Minh Mạng thứ 12, lại bắt được con Nhạc là Văn Đức và Văn Lương. Cháu là Văn Đậu, con của Văn Đức, đều bị tội chém ngang lưng. Từ đó dòng họ Tây Sơn không còn người nào, nhưng vẫn không thấy nói đến Bắc Cung Hoàng Hậu và hai con bà. Chắc cũng vẫn vì lẽ quốc sự quán triều Nguyễn, vẫn phải cố tình giấu giếm bỏ qua. Để kết luận, như vậy ta có thể nhận ra và tin rằng Bắc Cung Hoàng Hậu có hai con với vua Quang Trung, và bà có bị bắt với hai con hoặc ở quê hoặc ở nơi khác. Vua Gia Long ngầm sai giết hai con bà một cách kín đáo và đã cho bà về ở quê mẹ. Năm Giáp Tý 1804, bà mất có lẽ vì đau thương biết rằng con mình đã bị giết, hoặc giả bà đã lặng lẽ tự vẫn. Năm Quý Mão 1843, vua Thiệu Trị đã sai quật mồ bà ở làng Phù Ninh, cho đổ xương xuống sông, định tập quốc sự di biên chép việc này cũng không nói đến mộ phần của hai con bà. Điều này chứng tỏ con bà bị giết ở nơi khác, không được chôn cùng với mẹ ở làng Phù Ninh, cho nên không thấy nói sự quật mồ. Kiến dạy trên đây, Bắc Cung Hoàng Hậu có hai con, bà mất năm 1804, không phải là một ức thuyết mà là căn cứ vào sử liệu đã có từ lâu đời. Một, có giá trị, có thể coi là tuyệt đối với lối biên niên định tập quốc sự di biên. Và một, có tính cách, giả sử Ngọc Khân công chúa vật sự. Dù sao ta vẫn có quyền trông đợi ở các nhà sử học tìm kiếm ra thêm tài liệu hoặc biện minh cho sự thật đến nay vẫn còn có thể bàn cãi. Nhất Thanh tập sang sử địa, Xuân Tân Hợi 1971, Sài Gòn. Hai, tác phẩm của bà Ngọc Khân công chúa, Ai Tư Giảng. Gió hiu hắt phòng tiêu lạnh lẽo, trước cửa thềm lan hoa héo dần dần. Cầu tiên khói tỏa đình non, xe rồng thăm thầm bóng lớn vào vào. Nổi ai lịch với hầu than thở, trách nhân duyên mà lỡ tớ sao. Sầu sầu tham tham xiết bao, sầu đầy giác bể thảm cao ngất trời. Từ cờ thăm trở về cõi Bắc, nghĩa tôn phù dằn giặc bóng vương. Suốt dây dân mệnh phụ hoàng, thuyền lang chèo quê thuận đường vui. Trăm ngàn dặm quán chỉ non nước, chữ nghi gia mình được phải duyên. Sáng yêu muôn đời ơn trên, rõ ràng vẻ thủy nói trên tiếng cầm. Lượng che chở dựng làm nào cái, phần binh linh cặn kẽ mọi lời.
dầu rằng non nước biến dời, nguồn tình ắt chẳng chút rơi đâu là. Lòng đùm bọc thương qua đói còi, khắp tôn thân cũng đợi ơn sang. Nếu đường còn gió chân thường tùng thua, còn râm mấy hàng xanh xanh. Nhờ hồng phúc đôi cành què quế đùm hơi dương dây rễ cùng tôi, non nam lần chúc tuổi trời, danh câu thiên bảo bài lời qua phong. Những áo chập trùng tuổi hạt, nguyện trăm năm ngó được dây vui. Nào hay sông cạn bể dùi, lòng trời cháu trở dẫn người biệt ly. Từ nắng hàng mưa thu thái, tiếc xót cô mình rồng mỏi mệt chẳng yên. Xiết bao kinh sợ lo phiền, nửa thành đã đảo thuốc tiêu lại cầu. Khắp mọi chốn đâu đâu tìm trước, phương pháp nào đổ được cùng chân. Ngán thay mái tàu bất bằng, bóng mây thoát đã nhắc chừng xe lăn. Cuộc tự tan bi hoang kịp bấy, tề sinh dày đã mấy năm nay. Lên đêm chút cây phần bèo mây, duyên trưa đã dài thân này luôn đâu. Trăng trọc lương đêm thâu ngày tối, biết cậy ai dập nổi bi thương. Trong mong luôn những mơ màng, mơ hồ bằng mong bằng hoàng như say. Khi trần gió qua bay thấp tư thoáng ngờ, hương trời bản lặng còn đâu. Dội vàng xưa áo lên trầu, thương ơi quạnh quẽ trước lầu nhân dân. Khi bóng trăng lá in lấp tê lánh, ngờ tàn vàng nhớ cạnh người chơi. Dội vàng dạo bước đến nơi, thương ơi vắng vẻ giữa trời.